Thời nay với sự tân tiến của thiết bị y học và kỹ thuật chữa bệnh, tuổi thọ trung bình của con người được nâng lên đáng kể, tỷ lệ dân số già hóa cũng vì thế mà luôn ở mức cao ngất ngưỡng. Điều này khiến chúng ta lầm tưởng rằng việc sống đến 70-80 tuổi là chuyện đã diễn ra từ xưa. Nhưng trên thực tế không phải như vậy, tục ngữ Trung Quốc có câu, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Ý muốn nói ở thời xưa việc một người sống đến 70 tuổi là chuyện rất hiếm gặp, người đó được coi là thọ đến hiếm tìm. Câu này đã chứng minh việc sống thọ ở thời xưa là điều không dễ dàng. Có lẽ một phần vì lý do này, trong nhiều cuốn sử sách, chúng ta thường được nghe nhắc về việc các vị vua thời phong kiến thường xuyên tìm kiếm các thuốc trường sinh bất lão. Họ mong muốn bản thân sống được ngàn thu để hưởng lạc, thế nhưng thuốc trường sinh tìm mãi vẫn không thấy. Trái lại, tuổi thọ của các vị vua thường rất ngắn. Các nhà sử học đã làm một cuộc thống kê và phân tích về tuổi thọ của các hoàng đế qua các triều đại. Họ phát hiện tuổi thọ trung bình của hoàng đế thời phong kiến là 39,2 tuổi. Độ tuổi này ở thời nay vẫn được coi là thời điểm trẻ khỏe của con người, nhưng đối với người xưa thì đây đã là giai đoạn cuối đời của họ. Tuy vậy, hai vị vua Khang Hy và Càn Long lại sống rất thọ. Khang Hy sống tới năm 69 tuổi, ông đăng cơ năm 8 tuổi và tại vị 61 năm. Điều đó khiến ông là vị vua trị vì đất nước lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cháu trai của ông là Càn Long cũng sống thọ đến 89 tuổi, tại vị trong 60 năm. Đối với một vị vua, sống lâu như vậy coi như được hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời này. Vậy bí quyết sống trường thọ của họ là gì? Rèn luyện long thể. Thời Thanh, các vị hoàng đế vô cùng coi trọng việc săn bắt, đặc biệt là kỹ thuật vừa cưỡi ngựa vừa bắn tên, còn được đưa vào luyện tập hàng ngày. Việc rèn luyện bắn cung và săn bắn của Khang Hy và Càn Long được rất nhiều sử sách ghi chép lại như Thanh Thánh Tổ Thực Lục, Tiếu Đình Tập Lục, Thái Tông Thực Lục. Càn Long từ nhỏ đã nhận được sự bồi dưỡng từ Khang Hy, thường xuyên theo Thái Tổ vào rừng săn bắn, dần dần yêu thích hoạt động này. Cự tuyệt đan dược. Các vị vua khi đăng cơ thường bắt đầu công cuộc đi tìm đan dược trường sinh bất lão. Theo cuốn sử ký, Tần Thủy Hoàng vì muốn trường sinh mà lên rừng xuống biển cầu tiên, hy vọng bản thân sẽ được ban cho tiên dược sống cuộc đời bất tử. Hán Vũ Đế và Đường Thái Tông những năm cuối đời vô cùng sùng tính các phương sĩ. Họ cho rằng việc theo tiên học đạo và uống nhiều đan dược sẽ được trường sinh bất tử. Họ vì muốn các phương sĩ nhanh chóng tìm ra đan dược trường sinh mà không ngại ban lệnh giết những ai cản trở. Rất nhiều người dân vô tội bị sát hại, nhưng kết cục đổi lại chỉ là những viên đan dược không rõ lai lịch, còn vua thì ôm giấc mộng trường sinh của mình về cõi ngàn thu. Chính vì nhu cầu của hoàng đế nên hoạt động luyện đan dược đã có từ rất lâu, thậm chí được coi là một nghề. Có rất nhiều điển tích ghi lại công thức và quá trình luyện đan dược. Dần dần đan dược không chỉ giới hạn ở việc giúp con người đạt được cảnh giới bất tử, mà còn chia ra nhiều nhánh khác như đan dược chữa bệnh, đan dược dưỡng nhan, đan dược làm đẹp, đan dược giúp cơ thể cường tráng. Theo cuốn Đan Dược Bản Thảo viết rằng, thành phần của các loại thuốc này có thủy ngân, chì, vàng kim, lưu huỳnh, đồng và một số hợp chất khác như chu sa, lưu hóa. Tất cả các loại này sẽ được dùng để luyện ra kim đan. Có thể nói đây đều là những chất có hại cho cơ thể, thậm chí mang độc tố cao. Một khi vào cơ thể, chúng sẽ tích tụ lại và trở nên nguy hiểm cho sức khỏe. Tuy vậy, vì mù quáng tin vào tiên dược nên các hoàng đế vẫn thường xuyên dùng. Khang Hy và Càn Long là hai trong số ít các hoàng đế cự tuyệt sử dụng đan dược. Việc họ không chọn cách này có thể thấy họ đã hiểu được trường sinh bất tử là điều không thể xảy ra. Việc không mê tín, tin vào luyện đan dược để trường sinh và chăm chỉ rèn luyện cơ thể đã góp phần giúp cho Khang Hy và Càn Long sống trường thọ. Càn Long là vị vua sống lâu nhất lịch sử Trung Quốc, có lẽ một phần là do ăn đều đặn món này. Nhắc đến Càn Long, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến một vị hoàng đế tài ba, có công giúp nhà Thanh phát triển rực rỡ cả về kinh tế lẫn quân sự. Ngoài là một vị hoàng đế có tài trị quốc, Càn Long còn nổi tiếng là một vị vua phong lưu, đa tình với rất nhiều thê thiếp. Tục ngữ có câu, rượu là thuốc độc của gan, phong lưu, háo sắc là con dao sắc cắt gân, cưa xương con người. Ý của câu này muốn nói rằng, nếu một người quá phong lưu háo sắc, sẽ gây hại tới thể chất,
làm giảm tuổi thọ. Đó cũng chính là lý do vì sao các đời vua chúa thường có tuổi thọ không cao. Nhưng Càn Long lại không nằm trong số đó, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1711, 25 tuổi lên ngôi, 60 năm trị vì đất nước với tư cách hoàng đế, 3 năm 4 tháng ở vị trí Thái Thượng Hoàng. Càn Long mất ngày 7 tháng 2 năm 1799, hưởng thọ đến 89 tuổi và được xem là vị hoàng đế sống thọ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nói đến đây chắc nhiều người sẽ vô cùng thắc mắc bí quyết gì đã giúp Càn Long có thể sống thọ đến vậy. Và bí quyết đó một phần chính là nằm ở chế độ ăn uống hàng ngày của vị hoàng đế này. Theo đó, Càn Long là một vị hoàng đế rất chú trọng đến chế độ ăn uống dưỡng sinh. Và đặc biệt tổ yến chính là món mà Càn Long phải ăn ít nhất một lần mỗi ngày. Ai cũng biết tổ yến là một món ăn cực kỳ bổ dưỡng, có tác dụng bổ phổi, dưỡng âm, chữa suy nhược, tốt cho dạ dày, bồi bổ khí huyết, chống lão hóa. Trong quyển Bản thảo truy tìm chân lý được biên soạn thời nhà Thanh có đoạn viết: tổ yến vào phổi sinh khí, tốt cho thận, dạ dày, là vị thuốc vừa lành tính vừa ngon miệng trong y học. Càn Long ăn yến như thế nào? Theo những tài liệu ghi chép về việc ăn uống hàng ngày cho thấy, mỗi ngày Càn Long sẽ thức dậy vào giờ Dần ba khắc, khoảng 4 giờ sáng. Lúc này ngự thiện phòng sẽ lập tức dâng lên một chén tổ yến hầm đường phèn để Càn Long ăn lót dạ. Nếu không ăn vào lúc sáng sớm, chén yến này sẽ ăn trong bữa ăn sáng vào giờ Mão, khoảng 6-7 giờ sáng. Thói quen mỗi ngày ăn một chén yến của Càn Long còn được duy trì cả trong những chuyến tuần du phương Nam. Theo tài liệu ghi chép được lưu lại, trong suốt quãng thời gian tại vị, Càn Long đã thực hiện tổng cộng 6 chuyến tuần du đến phía nam sông Dương Tử. Mỗi chuyến kéo dài khoảng 3 tháng và hầu như sáng nào ông cũng dùng một bát tổ yến chân đường phèn khi bụng đói, liên tục không hề đứt quãng. Theo ghi chép trong quyển ghi chép ẩm thực của Càn Long trong 30 năm tuần du Giang Nam, cho thấy trong số tổng cộng 219 món ăn được ghi chép lại, có đến 93 món với thành phần là tổ yến. Như thế có thể thấy, hầu như ngày nào Càn Long cũng ăn tổ yến. Tổ yến trong những bữa ăn của Càn Long chủ yếu sẽ được kết hợp với các loại thịt như thịt gà, thịt vịt, thịt viên, thịt nai, có lúc sẽ kết hợp với hạt sen, dưa chua, thân rễ của một số loại thực vật ăn được hay đậu phụ. Cách chế biến cũng bao gồm nhiều phương thức khác nhau, từ trộn, xào, chần cho đến hầm, om, ninh, hấp và nấu súp. Một số món tiêu biểu như tổ yến hầm gà ngũ vị, tổ yến trộn vịt nướng, tổ yến xào thập cẩm, vịt tiềm tổ yến. Có thể nói Càn Long là một người rất thích tổ yến. Và theo một số chuyên gia, chính việc ăn tổ yến đều đặn đã giúp cho vị hoàng đế này có một cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật và trường thọ. Y học hiện đại cũng đã chứng minh tổ yến có tác dụng làm trắng da, mờ nếp nhăn, chống lão hóa và tăng cường khả năng miễn dịch. Đây đều là những công dụng dưỡng sinh.